Dạ, kính chào ông. Xin thưa ông có thể cho biết được quý danh và ông sinh năm nào và quê quán ông ở đâu không ạ? Dạ vâng, thưa tôi tên là Nguyễn Xuân Phong, sinh 1952. Quê quán của tôi là thị xã Sâu Huỳnh, quận Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay ông đang ở New Orleans không ạ? Dạ thưa vâng, hiện nay tôi đang định cư ở vùng New Orleans. Vâng, tại Louisiana. Vâng, Louisiana. Thì có một số người tôi được nghe nói anh được có danh hiệu là Captain Robert. Thì sau cái danh từ đó có một câu chuyện gì rất là hay em có thể chia sẻ với chúng tôi được không? Dạ thưa, cái câu chuyện nó như thế này. 1987 thì tôi bắt đầu gọi là để cùng với những người vùng New Orleans này là làm biển. Thì khi hành nghề theo cái vịnh Tây Cơ từ vùng Empire xuống cái vùng Brandeis ấy, thì tôi có gặp một chiếc tàu Mỹ, họ đang bị gặp cái sự cứu giúp, nhưng mà những cái người Việt lúc đó là thì không có hiểu tiếng Anh, như không có hiểu hiệu nhiều, cho nên họ cứ đi tránh xa ra không à. Thì khi tôi dạ thưa ông, hiện nay ông đang ở New Orleans phải không ạ? Dạ thưa vâng, hiện giờ em đang định cư tại vùng New Orleans, Louisiana. Dạ vâng, thì có một số người đã đặt cho ông một danh hiệu là Captain Robert. Thì cái câu chuyện ông có thể chia sẻ cho chúng tôi được không? Dạ thưa vâng, cái câu chuyện nó như thế này là hồi 1987 đó, thì tôi bắt đầu mà cùng với những anh em ở vùng New Orleans này làm biển. Thì hành làm việc làm từ khu vùng Empire cho tới vùng Brandeis đó, thì có gặp một chiếc tàu Mỹ, họ bị hoạn nạn là máy của họ nó không có sử dụng được, thì họ lên cờ hiệu để cầu cứu, nhưng mà người Việt lúc đó bây giờ là không hiểu cái hiệu cầu cứu mà cứ thấy Mỹ là sợ là gì, nó có sự mâu thuẫn mà hai bên bất đồng ngôn ngữ, có bắn giết nhau mà mấy người. Thì khi em đi gần tới em thấy họ cầu cứu thì em nói với mấy người bạn rằng mình nên kéo giải để tới giúp họ. Thì mấy người bạn đó họ cũng sợ rằng đến đó bị sẽ bị nó bắn. Nhưng mà em thấy nó cái cờ hiệu là cờ cứu cần giúp đỡ. Thì em khi em gần tới thì họ nói rằng máy của họ một ngày một đêm rồi nó không có làm việc được. Thì bây giờ họ cần cái sự giúp. Thì lúc đó thì mình cứ nghĩ rằng họ chỉ là hết bình điện, mình đưa dây điện qua mình giúp họ. Nhưng mà từ 6 giờ cho tới 9 giờ nó không có làm việc được. Thì họ nói là họ cần cái tàu đó đi vào bờ. Thì cái lúc đó lúc ban đầu em không hiểu rõ là cái bến nào là cái bến nào được hết. Thì em có nói với ông ta người Mỹ, em nói là bây giờ ông nên dùng cái tàu tôi để kéo cái tàu ông vào trong bến. Chứ còn tôi thì tôi không có biết đường. Thì sau khi mà để thu gọn neo cho họ xong xưa rồi thì ông đó qua ông làm captain, ông lôi cái tàu ông từ ở ngoài cái vùng Brandeis về tới trong vùng Liviu. Thì vào khoảng 6 giờ rưỡi thì cập bến. Thì ông ta liên lạc với vợ ở đâu thì tôi không biết, nhưng mà bà ta đi chợ mua hành lý, thực phẩm, rau cỏ, thịt thà đem xuống nhiều lắm. Và trong cái phong bì ấy, thì bà có bỏ trong đó thì tôi không biết là bao nhiêu. Nhưng mà bà chỉ nói là chỉ có một vài ngàn đồng để trả tiền dầu với tiền công của tôi mất một ngày làm. Thì tôi không có lấy. Tôi nói là tôi giúp chồng bà với cái tình đồng nghiệp chứ tôi không phải tôi làm bằng tiền. Rồi bà bảo một hai bà lấy là tôi có lấy một bịch táo. Mà tôi nói vậy là đủ rồi. Còn ngoài ra là tôi không có lấy mấy thứ kia. Thì sau đó thì họ mới lên trên VF chip đó. Mà cái máy mà truyền thông cho tàu này qua tàu kia đó. Thì họ nói là cái người Việt Nam tốt giúp họ như vậy vậy đó. Thì cái tàu tôi lúc đó là cái tàu tôi là tên Captain Robert. Thì ông ta cũng không hỏi tên tôi là gì, nhưng mà họ dùng cái tên tàu Captain Robert như vậy, họ loan báo lên trên đài là người Việt Nam giúp họ như vậy. Rồi kể từ đó về sau thì người Mỹ mới làm quen với người Việt trong bến tôm, trong chỗ lên lấy đá. Rồi có nghĩa là nó bớt cái sự mâu thuẫn đi. Rồi cái tên đó nó chết tới ngày hôm nay là cứ họ gọi tôi là tên Captain Robert, là cái nguyên do là nó như vậy. Dạ vâng. Cảm ơn ông. Như vậy thì ông cũng đã bỏ quê hương Việt Nam để đi qua tới cư ngụ bên Hoa Kỳ này. Thì ông có những kỷ niệm gì về quê hương của chúng ta không?
Nó có một cái kỷ niệm ở quê hương duy nhất trong đời em là 1963, mà khi mà lật đổ ông Ngô Đình Diệm, chính quyền lật đổ ông Ngô Đình Diệm đấy, thì lúc bấy giờ ở quê hương tôi cộng sản nó thừa lúc đó, nó lan tràn vào, thì cái lúc đó thì ba tôi bị chúng nó bắt. Trong cái thời gian đó, nó 2 tuần sau thì nó thả về, nhưng mà nó bắt buộc là phải làm việc với chúng nó. Thì ba tôi có báo cáo với ông Đại Quý Hứa, lúc đó là ông Đại Quý Hứa ở đám có đồn ở tại Sơ Bình đó. Thì ông ta bảo là ban đêm, ban ngày làm việc thì ban đêm lên trên đồn ngủ. Thì đi lên trên đồn ngủ nó dây lính cứ ban ngày lính đưa xuống rồi ban chiều lính xuống đưa lên. Trong cái thời gian đó thì chúng tôi lúc đó thì ba má chúng tôi đưa chúng tôi đi vào trong Nam Bộ. Mấy người anh thì ở Nha Trang, còn tôi vào trong miền Tây, trong Sa Đắc ấy, ở dân Bắc Ruộng. Tôi học ở đâu được mấy năm, sau này tôi được về Sài Gòn ở cầu chữ Y, chỗ Phạm Thế Hiển ấy, thì tôi có gặp mấy người ở bà con, thì họ nói là đi về Vũng Tàu. Về Vũng Tàu họ gửi tôi vào trong cái trường Thánh Chiêu Xe đó, nhưng mà tôi không có đủ khả năng để học ban ngày, chỉ học ban đêm thôi. Thì có ông thầy, ông hiệu trưởng ở đó là ông thầy làm thầy Quyên, ông thầy Quý là cái người làm báo của Trái Tim Đất Mẹ. Rồi hai ông đó tôi có phụ làm báo cho thầy Quý, thì học ở với ông thầy Quyên nó được thời gian đến năm 71 thì mấy cái người quen họ đi lính hết rồi, tôi không có nơi nương tựa nữa, rồi tôi phải đi xuống tôi làm mướn. Tôi phải đi tập tôi làm biển năm 71 ở tại Vũng Tàu. Sau đó tôi có vợ cũng ở tại Vũng Tàu. À, vâng. Thế rồi gia đình của ông đã xảy ra những chuyện gì? Khi mà cái gia đình tôi nó xảy ra là đến năm 67 thì tôi có một người anh mất tích, là biệt kích nhảy tốn với Mỹ đó. Năm 68 tôi được thấy một cái người anh ruột nữa, năm 70 thì tôi mất người anh rể. Năm 72 tôi mất một ông anh binh nhảy dù. Tới năm 73 thì cộng sản đánh vô cái đồn Bình Định thì ông già tôi hy sinh trong cái năm đó. Cho nên cuộc chiến Việt Nam gia đình tôi nó rất nhiều cái sự đau thương, cho nên đó là cái kỷ niệm mà tôi không có quên được. Thì chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng tới gia đình ông rất nhiều, cho nên chúng tôi thành thật cũng thông cảm với ông. Thì tới cái biến cố năm 30 tháng 4 thì lúc đó ông vẫn còn ở bên Việt Nam hay là ông đã di cư? Vâng, thưa năm 30 tháng 4 năm 75 đó, thì lúc đó thì tôi đã lập gia đình rồi. Ông ba vợ, bố vợ tôi là người Bắc, di cư từ Bắc vào Nam năm 54. Thì sự thật là chúng tôi không muốn rời Việt Nam, nhưng mà ông bố vợ tôi nói rằng không cách nào đi ra ngoài biển trốn đạn xong rồi mà để cục quân lực Việt Nam đánh tụi nó rồi hả đi vào, chứ ở đây mà nó đến nó bắt ấy, là có nghĩa là không có được. Thì chúng tôi theo đi xuống Tàu, thì lúc bây giờ thì lính quốc gia của mình ở miền Trung chạy vào Sài Gòn rồi đổ về ở dưới Vũng Tàu đông lắm. Khi mà cái cầu cây khế bị giật sập rồi đó, thì lúc đó đại tá Tạo
nói rằng tản hàng. Thì lúc bây giờ đi lên tàu, một số người đi qua Cần Giờ, một số người đi ra biển cả, thì chúng tôi lên đêm trên biển đó. Thì tàu Mỹ họ có bỏ máy ô bật lơ, họ nói rằng những chiếc tàu còn hoạt động được cứ di chuyển về hướng hướng sau, Mỹ nó gọi là hướng sau, Việt Nam mình gọi là hướng nùng nam đó. Thì ông già vợ tôi đi đến gần tới địa phận quốc tế thì họ tàu lớn họ tới, họ bảo sang tàu lớn họ, thì họ đưa qua bên Guam để làm thủ tục, qua bên Guam làm thủ tục xong xuôi rồi họ đưa qua Mỹ, qua trại Fort Chaffee, Arkansas. Chúng tôi ở đó từ tháng 7 cho tới tháng 11. Ngày 23 tháng 11 thì chúng tôi được đi định cư. Có một nhà thờ họ bảo trợ, họ đưa chúng lên trên Rochester, New York, là New York State. Tụi tôi lên đó thì hầu giờ đó có biết tuyết là như thế nào đâu, lên đó phải đương đầu với sự tuyết lạnh đó. Thì lúc đó thì nhà thờ phải bảo là phải đi học Anh ngữ. Thì hàng ngày hai vợ chồng chúng tôi đi học Anh ngữ, đón xe bus đi học Anh ngữ, rồi ban đêm ấy, thì tôi xin đi làm trong một cái an dưỡng của người Công giáo. Trong đó có các sư, các cha, rồi những người mà nhà giàu, những ông bà mà nhà giàu có thì cũng có an dưỡng trong đó. Tôi làm đó mỗi ngày từ 4 tiếng, ban đêm thứ bảy chủ nhật tôi xin làm 10 tiếng. Là gì? Mình muốn tự lập chứ mình không muốn cãi nhờ của mấy trong nhà thờ nữa. Thì nhà thờ họ có trả cho tôi được 2 tháng tiền nhà, chỉ 8 tuần tiền chợ, mỗi tuần là 12 đồng, 12 đô. Rồi sau đó chúng tôi tự lập, mà lúc bây giờ thì mới có 2 vợ chồng với 1 đứa con thôi. Cho nên là với cái đồng lương cũng vừa đủ, không phải xài ra bằng giấy mực. Nó có tháng thì tôi dư được 9 đồng, có tháng không dư là lý do là những cái tháng mà gặp bạn bè, những người quen họ cho đi ké đó, thì mình còn dư số tiền ship đi mua vé xe bớt đó, thì mà còn lại, còn nếu khóc thì nó cũng vừa đủ thôi. Như vậy là ông vào Việt Nam bằng đường biển. Dạ thì... vâng, đi bằng tàu đánh cá của các ngư dân ở Việt Nam ngày xưa, là phía bên giữa có tàu. Dạ vâng, thế ông có gặp trở ngại gì hay không và có lên đên trên biển lâu không? Dạ, cái trở ngại như mọi người sau này mà gọi là bị chết máy hay là bị này kia thì không có, nhưng mà cũng lên đên trên biển hết mấy ngày là mình không biết đi về đâu. Thì tới chừng mà người Mỹ họ bỏ ô bật lưa, họ nói xuống có thông dịch viên ở trên tàu lớn nói là bây giờ những tàu còn chạy được là cứ chạy, là vì chứng kiến là những cái người mà họ đi qua cái xà lan rồi đi học qua tàu Mỹ đó, thì họ tàu Mỹ họ bỏ cái rọ xuống hậu, họ chở người lên đó. Thì có người bám không chặt thì rớt xuống nước, rồi có người coi giống như là không có thứ tự xô đẩy rồi xà lan nó chìm đó, thì cũng chết người cũng khá nhiều. Nhưng mà chúng tôi ở trên tàu của tư nhân thì không có gặp cái trở ngại đó. Nhưng mà chúng tôi cũng đầy đủ lương thực cho đến tới khi mà lên tàu Mỹ thì bỏ hết lại, chỉ xách quần áo lên tàu Mỹ thôi. Dạ vâng. Thì sau khi ông qua tới Hoa Kỳ thì cuộc sống đầu tiên của ông cũng gặp nhiều khó khăn. Thì ông có thể kể là những cái kỷ niệm của đời sống ông trong thời gian đó. Cái khó khăn chúng tôi đầu tiên là một cái thứ nhất là đi sống tới miền Bắc nó rất là lạnh và không có người Việt Nam. Chúng tôi ở đó 3 tháng trời không có gặp được một người Việt Nam nào hết, là tại vì cái thời đó nó rất là hiếm hoi. Được có đức ông Mai Thanh Lương bây giờ đó, mà ông làm phó đức giám mục ở California đó, thì hầu đó ông dạy trường đại học ở Buffalo. Thì khi ông nghe người Việt ở vùng Rochester thì ông cũng xuống ông thăm, nhưng mà ông không nói tiếng Việt được, ông chỉ có 1-2 câu chào hỏi thôi, còn ông nói tiếng Anh không à. Nhưng mà gặp người Việt là rất là mừng. Nhưng mà đương đầu trong cuộc sống thì mình phải tự lập, mình phải tạo lên, thì
mình phải học hỏi để đi xe bus rồi qua cái trạm nào mình đón một xe bus khác mới tới cái chỗ mình học Anh ngữ. Rồi xong rồi là đi 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 về nhà xong là đi xe bus lộn lại để đi ra cái chỗ làm. Cho nên các ông cha đó ông phải huấn luyện cũng hết mấy tuần lễ để khỏi thất lạc mà xe bus này đi lộn xe bus ấy, thì đó là cái khó khăn buổi ban đầu của chúng tôi. Dạ vâng. Còn vấn đề học hành và lấy lại sinh ngữ để mình sống trong đời sống Mỹ thì sao? Thì sự thật ra lúc đó thì đi đi học thì cũng đi học nhưng mà thấy còn là một mẹ già ở bên Việt Nam nên là nó không biết là bảo tàng trường tự vào đâu, cho nên cái đầu óc thì nó không có giữ vững mà để mình đi học. Rồi một cái nữa là mình không biết là mình ở đất Mỹ này bao lâu mình mới trở về Việt Nam. Và lúc bây giờ thì tôi rất lo cho mẹ tôi. Rồi đi học tiếng Anh được 5-6 tháng rồi mới xin nhà thờ đi học nghề, nhưng mà nhà thờ thì họ nói là họ không có đủ tiền họ trả. Thì chẳng may cái chương trình si ta đó, họ cho thì tôi có đi học thừa hàng. Tôi đi học thừa hàng đâu được có mấy tháng gì đó. Thì ở trong cái nhà thờ bảo trợ là có cái ông cha, có cái ông đó, ông làm việc ở trong cái công ty là American Can Company. Nó cũng không xa chỗ tôi ở lắm. Nhưng mà hàng ngày chúng tôi đi đón xe bus, thấy nhân viên ra vô làm, mình mơ ước gì mình được vào cái chỗ này mình làm. Mà sự thật không biết trong đó họ làm cái gì nữa. Thì cái ông Mỹ đó, ông tới, ông thăm gia đình xong rồi ông về, ông có nói cho ông cha, ông nói là ông muốn, đó là năm 77 đó, ông nó muốn là ông muốn giúp đỡ tôi vào trong cái chỗ đó làm. Thì không biết là tôi có chịu không. Thì ông cha ông hỏi, thì nghe ông cha ông hỏi mừng quá. Mà sự thật là cũng không biết là mình vô đó mình có biết làm cái gì không, nhưng mà chỉ cũng phải là mình đi bộ qua thôi, còn mình đi làm ở chỗ kia thì phải có người đưa đón, có người phải chở. Rồi 12 giờ đêm phải có người chở mình về, chứ xe bus nó hết rồi, đi thì mình đi xe bus mà về phải nhờ người trong nhà thờ đi chở. Mà cả năm trời như vậy thì chẳng may thì được vào làm đơn. Thì ông đợt đó có mấy tuần cái ông gọi vào gặp ông, thì ông làm đơn, ông làm giấy tờ gì đó rồi ông đưa, ông bảo ký, mình ký ký thôi. Thì đi vô làm trong cái chỗ đó, tự nhiên mình cũng không có nghĩ rằng cái thời đó thì họ cái lúc đó năm 75 thì làm 2 đồng 1 một giờ, mà nếu ai làm vào cả đêm thì 2 đồng 75 này thế nào. Nhưng mà em làm trong cái chỗ ăn dưỡng đó, thì cái bà chị ruột của ông cha bảo là giám đốc trong cái nơi đó, thì họ trả cho em được 3 đồng 20 xu một giờ. Thì thấy nó cũng, mình cũng mừng rồi. Nhưng mà vô cái chỗ này thì họ trả được 7 đồng 70 xu một giờ, em rất là mừng. Thì làm đó đâu được 8-9 tuần gì đó. Thì ông Mỹ, cái ông Mỹ đó mới kêu lên văn phòng, ông nói mày làm việc rất là tốt, bây giờ mày có muốn công ty gửi cho mày đi học. Thì em mới hỏi rằng đi học được bao lâu. Ông mới đi học cái này nó là 4.000 giờ. Rồi em nói là bây giờ tôi xin ngữ nó không đầy đủ mà khả năng tôi không có, rồi người ta có đuổi không. Ông nói là khi mà đi học cái này người ta lay off những người nhân viên như mày, thì nó không có lay off cho đến khi mày hoàn tất 4.000 giờ mà mày không qualify đó thì mày mới bị đuổi. Thì em cũng nghĩ rằng được cái không đuổi là mình mừng lắm rồi, thôi vô đâu mà cuối cùng mình có rớt, mình không được nữa thì cũng không sao. Thì em nhận đi, thì đi làm vậy thì mỗi ngày em đi học. Mỗi sáng em đi học 4 tiếng về bên cái ngành của công ty, rồi em đi vào trường, ở vào chỗ làm 3 tiếng mà họ trả lương cho 8 tiếng. Làm đâu được học đâu được 2 năm là kia nào thì họ về bắt tập sự ở bên công ty. Em tập sự thêm được đâu mấy tháng thì cái công việc em thấy thì nó rất là dễ chứ không có gì khó hết. Rồi những cái người mà
thử chính đó, họ họ bận công việc họ đi vacation thì họ giao lại một mình em cũng làm cũng được vậy. Thì mình cũng đâu có nghĩ rằng là có nghĩa là họ cho mình cái việc ngon như vậy đâu. Thì đến năm 80 thì em hoàn tất. Thì cũng vô làm bình yên như vậy, thì họ lên họ tới chừng đó ông kêu lên, ông nói là bây giờ ông manager ông của công ty đó ông muốn gặp. Lại gặp ông trao cho cái bằng là mình đã hoàn tất cái công việc đó như vậy. Rồi họ nói là bây giờ mày không còn ăn lương tuần nữa mà mày ăn lương năm. Thì cứ trong lòng là cứ sợ, có nghĩa là họ kêu lên một lần, kêu lên trong phòng là sợ lên họ cảnh cáo mình cái gì hay là họ đuổi mình thôi. Lên là ông nói là bây giờ mày ở cái ca nhì, mày không được đi làm mà thỉnh thoảng mà người ta bị chỗ nào thiếu nó đưa mày qua ca thứ ba hay mày đưa lên ca nhất ấy, là chỉ có temporary, chỉ có vài ba tuần là mày cũng phải trở về ca nhì thôi, bị cái dắt mày ca nhì. Thì họ trả cho 32.000 một năm, có lúc năm 81, rất là mừng. Thì sau khi đó rồi bắt đầu mới đưa vợ về cái miền New Orleans này để thăm gia đình. Thì về thăm gia đình dưới này thì bắt đầu có nghĩa là bà xã đổi ý không muốn sống miền Bắc, nó là lạnh. Nhưng mà bà xã không có nghĩ đến cái công việc làm. Bà xã về dưới này cuối năm 83, em vẫn ở trên đó em làm cho đến khi cuối năm 84 em mới xuống dưới này. Xuống dưới này thì trong cái thời gian đó thì nó rất là khó khăn, mà cái thời gian đó họ ít người có quốc tịch lắm, cho nên dân người phủ ở đây họ cần cái sự mà đứng tên tàu cho họ. Rồi năm 87 họ tan trả ra, rồi họ rủ em vô làm chung nửa chiếc tàu với họ đó. Thì đâu có được có 3-4 tháng họ đòi đi ra đấu giá nữa. Thì bởi vậy em mới là trở thành người biển, là nó lý do nó như vậy. Ồ, vâng. Thành ra ông bỏ công ty để sống cái đời sống theo biển, theo nghề biển, như ngư phủ. Thì cái đời sống ngư phủ Việt Nam lúc đó, ở tại New Orleans có nhiều trở ngại, và cái đời sống gia đình của anh như thế nào? Khi mà bước qua để sống vô cuộc sống của ngư dân á, thì tôi gặp rất nhiều khó khăn là vấn đề nghề nghiệp tôi không có rành. Mà ông ba vợ, ông già vợ đó, thì ông làm nghề biển từ Bắc vô Nam, thì ông mọi cái là ông lo hết. Rồi có những người bạn bè xung quanh đó, thì họ gặp cái trở ngại về sinh ngữ thì mình giúp cho họ, rồi họ trở lại họ giúp mình trong cái vấn đề đó. Rồi tôi mới từ từ tôi học dần dần. Rồi tôi mới trở thành là người ngư phủ. Chứ lúc ban đầu thì sự thật ra thì cái làm biển bên Việt Nam nó khác hơn bên Mỹ này nhiều. Bên Việt Nam hai chiếc họ mới kéo một cái cào, bên này một chiếc họ kéo hai cái cào, mà bây giờ một chiếc họ kéo bốn cái. Cho nên nó khác nhau rất là nhiều ở trong cái chỗ đó. Thế là đời sống của ông trong gia đình của ông có thấy khá hơn không? Hay là... Tôi lúc xuống dưới này thì xin thêm được, lúc làm ở hãng thì ở trên miền Bắc thì xin thêm ba người con nữa, một người con trai, hai người con gái. Rồi khi di chuyển về dưới này đó thì lại sanh thêm một cậu con trai nữa. Thì nói cho cái tôi không dám phụ nghề biển là chỉ rằng nó khó khăn, mà mình có sự kiên trì thì mình đi đến sự thành công. Thì mấy đứa con tôi nuôi ăn học lớn lên cũng là trong cái nghề biển, cũng không trong cái chiếc tàu Captain Robert đó. Vì vậy rồi sau này tôi di chuyển hết 10 năm làm biển xong xuôi rồi đó, thì thấy người ta buôn bán cũng rất là khá, mà nghĩ là mình vô mình buôn bán thì mình giúp anh em nhiều hơn. Thì tôi đến năm 95 tôi ra cái business là đi mua tôm luôn lại cho người ta làm, người ta đánh tôm vô. Thì khi tôi bước vô đó rồi mới thấy một cái khó khăn nữa là có nghĩa là cái giá cả chèn ép nhau, rồi làm ăn canh tị nhau. Thì 10 năm đầu tôi làm biển thì nó không gặp khó khăn là cái vấn đề mình không hiểu biết thôi. Nhưng mà sau cái thời gian đó đi vô làm mở
business để đứng ra mình broker mình mua tôm đó, thì mình thấy nó sự khó khăn nhất là vấn đề tranh đua để mua bán rồi ăn gian nói dối này kia nọ, mình thấy cái cảnh không hợp, nó không hợp với mình. Rồi đâu được 9 năm tôi tìm cách tôi đi ra. Rồi khi tôi đi ra thì sự thật ra thì nợ nần người ta thì tôi không nợ, mà ngược lại cái số tiền tôi bỏ ra thì tôi không có lấy gì được, là mình chấp nhận mình bỏ. Nói vậy thưa ông, trong thời gian ông có mặt tại New Orleans trong khi mà bão Katrina tới càn phá thành phố này, thì ông có chứng kiến những gì và cơn bão có ảnh hưởng đến ông, tới gia đình ông và công việc của ông hay không? Thưa, nói về đến cái bão Katrina 2005 đấy, thì cái cơn bão nó tàn phá, nó phải đi vào trong lịch sử hiện tại mà cái nơi tôi cư ngụ đó, thì tôi mắc rất nhiều. Là nói về cái phần của tôi đó, thì cái nhà của tôi khi mà tôi trở về đó, thì tôi được 29 cục gạch còn lại thôi, còn cái nhà thì nó trôi ra ngoài cái mép sông. Rồi tôi có một cái khu để là cho người ta mướn đậu tàu, với có một cái nhà để cho những khách đi xuống mà làm vào cái buổi cuối tuần họ nghỉ ngơi đó, thì nó cũng gặp luôn. Là tại vì cái bão nó vô ngay cái cửa đập em pha tới đây thì nó cách tôi chừng khoảng chưa tới nửa mao, cho nên cái số nước mức độ nó dâng tới 28 feet nữa. Còn nói về dân chúng của ngư dân ở vùng New Orleans với những vùng phụ cận đó, thì nó bị tàn phá rất là nhiều. Hầu giống như là người Việt mình hết 65% thiệt hại và về tàu bè trong cái số đó, trong số 3.000 chiếc tàu lên bờ đó, thì Việt Nam mình hết 65% nó nằm trong đó. Thì tôi là người được có cái hợp tác với là cơ quan US Coast Guard để dọn dẹp trong cái lúc mà cho có cái đường lưu thông tàu của qua lại, và có nghĩa là kiểm soát để chấm cái vị trí là những cái tàu nào ở cái khu vực nào để di dời trong cái số 3.000 chiếc đó. Thì theo như ông, người Việt Nam tại New Orleans này có thể hồi phục thật là nhanh chóng sau những cái thiên tai này, thì ông có những cái ý kiến gì? Qua cái bão Katrina đấy, thì họ được có hồi phục một cái nhanh chóng là nó như thế này. Khi mà bên FEMA đó, tôi có mở một cuộc họp cho FEMA về ngư dân, tôi nhờ qua những cái đài thông tin ở bên Houston, họ nhắn tin thì ngư dân họ về để họ tập trung lại cái cuộc họp ở tỉnh Evendale mà với FEMA đó, thì họ giao cho tôi vấn đề mà di dời những cái tàu đó, thì họ cho tôi được là có nghĩa là trong đó là cái trưởng ban để xếp đặt đó. Thì cái người Việt mình lúc ban đầu họ không có hiểu cách thức ấy, thì ai họ cũng muốn xuống trước ấy, ai cũng muốn có nghĩa là đi ra, có nghĩa là bỏ cái tàu mình xuống trước. Nhưng mà cái đường mà tôi hợp tác với họ là có nghĩa là đầu tiên chúng tôi phải di chuyển giờ hết những cái chiếc tàu chìm ở dưới đường cái sông, lạc những đường đi của những tàu qua lại đó trước. Là sau đó, tại vì tôi từng đi kiểm tra trên bờ, tôi nhìn thấy những chiếc tàu nó bị tấp lên đó thôi, nhưng mà nó cũng vẫn còn hành nghề được. Thì họ đã đưa tôi nên việc sau đó tôi không có làm việc từng khu, mà những cái chiếc tàu nó còn ấy là tôi bốc cái tàu đó xuống trước cho họ sửa chữa chút đỉnh họ đi làm. Thì lúc ban đầu thì FEMA họ cũng không nghĩ rằng cái đường lối đó quốc, họ nói là làm như vậy nó rất là tốn kém, bị một cái dàn cần cẩu mà di chuyển qua cái khu đó bốc một hai chiếc rồi đi chỗ khác bốc một hai chiếc đó, là chính phủ tốn rất nhiều tiền. Mà bên mặt người ngư phủ đó, thì họ cứ nghĩ là những cái chiếc tàu đó là tôi người ta đút lót cho tôi hay làm sao mà tôi phải cẩu những cái tàu đó, còn hay người họ hàng gì đó họ cứ hiểu lầm cái vấn đề đó. Nhưng mà tôi nói bây giờ tôi không có giải quyết được cho trả lời cho quý vị hiểu được, nhưng mà quý vị sẽ thấy cái chuyện tôi làm. Họ đứng lên họ biểu tình, họ đập phá bàn ghế, họ làm ấy. Rồi tới chừng FEMA nó hỏi bây giờ mày quyết định như thế nào, thì tôi trả lời cho họ là tôi làm theo đường lối như vậy, mà nếu mà không chịu thì tôi không nhận cái job này. Nó họ cho nó một cái ví dụ, thì tôi có cái ví dụ rằng là bây giờ tôi nói là nếu như tôi là một thằng đại đội trưởng, tôi nắm lính đi qua bên Iraq
tôi nắm đi 100 thằng. Nhưng mà lính tôi nó chết hết 70 thằng rồi, còn 30 thằng bị tôi làm sao? Tôi bắn cho nó chết luôn rồi tôi về mình không hay là tôi làm sao? Nó nói tôi phải cứu mấy người đó. Tôi nói thì bây giờ trong số 3.000 chiếc tàu này nó cũng có mấy chục chiếc tàu nó còn bình yên được. Tại sao không cứu họ? Một chiếc tàu nó xuống dưới sông đó, là trong đó có 3 gia đình đi làm. Mà một gia đình tôi tính tối thiểu là 4 người. Mà một chiếc nó 3 gia đình nó nằm ở trong đó. Thì bây giờ họ đi làm. Nó hỏi làm sao có đá, làm sao có dầu. Tôi nói xe 18 bánh đưa xuống cho họ. Nước xe chưa lửa nó chở xuống. Miễn làm sao phải tàu xuống nước họ đi làm. Thì sau này khi mà họ đồng ý họ giao quyền cho tôi thì tôi làm những điều đó thì ngư dân họ hồi phục bằng một cách có nghĩa là họ kiếm tiền rất là dễ. Một chiếc tàu hạn chế cho họ có 5 lốc đá là 5 xe cấp bắp két đó thôi. Mà họ ra họ đánh 2 bữa 3 bữa họ vô 20 mấy ngàn, 15 ngàn cái tối thiểu. Thì lúc bây giờ đó phi không có người nhân viên thì phi ma cho lính xuống đó lên tôm cho ngư dân. Rồi những người mà tàu họ chưa có xuống được nước thì họ nhà có tiền họ bung ra họ đi mua tàu họ làm. Cho nên cái hồi phục của ngư dân ở vùng New Orleans này là nó từ ngang chỗ đó mà họ đi ra họ làm trong cái thời gian đó họ kiếm rất là nhiều tiền. Bởi vậy cho nên cái mà ở trên Washington DC mà họ cứ kêu tên tôi ra, tôi nói không, ông nên nói người Việt Nam thôi, ông không có đừng có kêu tên tôi ra. Là lý do tôi muốn cái cộng đồng Việt Nam có tiếng là người Việt để làm việc trong đó cũng là một thành viên là người Việt Nam, chứ tôi không muốn nói cá nhân. Một điều thứ hai là những người ngư dân đó họ cũng rất là chịu khó, họ hợp tác với mình, chứ nếu như mà họ không hợp tác với mình thì họ cũng không. Thì lúc đấy mấy cái người mà small business ấy, đầu tiên vay tiền thì cái income của người ngư phủ nó rất là thấp, nhưng mà khi họ thấy FEMA nó nói là như vậy đó, bắt đầu họ tự nhiên họ kêu ngư dân lại, họ cho vay tiền. Họ không đòi hỏi những cái gì hết. Ngư dân đi qua cái chiếc tàu nào đó, chụp hình về nói là chiếc tàu đó 100.000, họ cho vay 100.000, 80 họ cho vay 80. Họ không đòi hỏi income nữa. Cho nên cái phục hồi của người ngư phủ ở New Orleans là nó nhờ cái lúc mà sau khi tụi tôi xin đá bằng xe 18 bánh với lại họ vận tải dầu bằng xe với họ đưa nước uống xuống bằng xe chữa lửa đó. Thì người Việt cũng được hồi phục trở lại là từ ngăn cái khoản đó. Còn vấn đề dầu tràn của hãng British Petroleum có ảnh hưởng tới ông, tới công việc của ông và đời sống của gia đình ông cũng như dân của New Orleans này không? Giờ thưa cái vấn đề dầu tràn đó, thì đó là một cái rủi ro của cái công ty BP mà cũng giống như là tôi thường nói với những đại khác là đó nó cũng là một cái accident thôi. Thì cái ảnh hưởng đến cái gia đình tôi đó thì nó không có ảnh hưởng gì hết, mà về cái ngành seafood đó, thì nó cũng ảnh hưởng cũng giống như mọi người thôi, là gia đình tôi cũng còn có một chiếc tàu. Còn về với cái công việc của tôi đó thì nó ảnh hưởng một tí đỉnh nào thôi chứ nó không có nhiều, là tại vì họ lúc đó họ chuyển tôi qua làm chung với cái ngành quốc ca lồng lại là đi thanh tra những cái tàu nào mà khi họ ra khơi nó không được an toàn, rồi bên BP không có supply đồ ăn với lại đồ an toàn xuống cho họ đầy đủ, thì mình là cái người xác nhận cái điều đó để cho dân đưa xuống. Thì cái ảnh hưởng của dân nó một thời gian nó bị các cơ quan mà bảo vệ đại dương họ đóng biển hết mấy tháng đó, thì ngư dân đó là nó thiếu hụt gì trong cái vấn đề cái tiền thu nhập. Nhưng mà sau đó thì công ty BP họ cũng có gửi cho họ một số tiền emergency đó, thì họ nó cũng cover lại cho họ trong các khoản đó. Rồi đến bây giờ thì tôi thấy cái sự bồi thường của BP với cái người ngư phủ thì nó cũng không có mất đi bao nhiêu là cái phần người ta đi thu nhập. Nhưng mà cái tương lai mà nó ảnh hưởng đó là cái con tôm của nước ngoài nó nhập vào nó bị ảnh hưởng. Chứ còn theo như cái dầu thì nó có ảnh hưởng, nhưng mà họ bồi thường lộn lại cho ngư dân thì nó
nó cũng không có, nó không có phải là thiệt thòi là bao nhiêu. Vâng. Như vậy thì cư dân ở New Orleans này đã đến ngày hôm nay thì ông có những cái ý kiến gì? Họ trở lại một cách dễ dàng hay là họ học hỏi được những cái trở ngại? Cái người ngư dân họ, họ ở New Orleans bên này họ trở thành cái người ngư phú là nào? Cái lúc ban đầu nó khó khăn cho họ là họ không có đủ tiền để đi mua những tàu lớn. Họ mua từ chiếc tàu nhỏ mà họ làm lên, bữa nay họ có chiếc tàu lớn. Mà cái vấn đề họ rất vui mừng là họ sống theo con tàu, mà con cái họ bữa nay là trở thành kỹ sư, bác sĩ. Rồi họ hy sinh cuộc đời, họ không muốn con họ trở lại trong cái nghề biển này nữa. Cho nên một số người họ theo cái nghề biển này mười mấy, hai mươi năm qua, bữa nay thì họ rất là vui vẻ là vấn đề họ cũng còn lại được cái nhà, rồi họ có cái tàu, họ có cái xe, cho nên họ rất là tọa nguyện trong cái vấn đề mà đều có cái mà cái tương lai của họ. Nếu mà họ không có sự cảm tác đoàn kết với nhau đó, thì con tôm nhập cảng nó vô nó sẽ làm họ sẽ là cái người bị thiệt hại. Đó là cái lối mà tôi nhìn thấy. Dạ, vâng. Thì như thầy, giới trẻ ngày nay có theo nghề ngư phủ như các ông hay không? Dạ thưa, cái mà có một số con cái của những ông cấp tần xuống làm mùa hè, cũng giống chẳng hạn như con cái tôi giờ xuống làm mùa hè. Nhưng mà cái mà cha mẹ muốn con cái trở lại cái ngành này thì tôi thấy không có bao nhiêu phần trăm mà họ mong muốn con họ trở lại cái ngành này hết. Ngoài trừ những cái đứa mà nó thích làm chủ thì nó mới bước. Thì hiện giờ thì trong 30 người mai đã có 12 người con của mấy người chủ tàu đi xuống làm biển thôi, còn đa số thì họ làm trên bờ hết. Và cũng được biết ông đã từng làm vấn đề đánh cá và có tàu, và lý do nào ông đã trở thành Coast Guard? Thì cái Coast Guard là 2005, khi mà cái thiên tai của ngư dân ở đó thì tôi được vào lãnh cái trách nhiệm làm việc đó. Thì bên FEMA họ đẩy tôi qua làm chung với lại Coast Guard, là giống như là tôi đại diện ở bên phía FEMA làm chung với họ. Thì những từ cái chỗ đó mà đi ra làm việc chung với họ, rồi họ thấy những cái kinh nghiệm đường lối mình làm việc, thì họ bên ngành của ca họ muốn làm mình làm việc cho họ. Rồi thật ra thì cũng không ham gì chức vụ hay là danh vọng, mà đều muốn làm vào đó để giúp đồng bào mình trong cái luật lệ hay là những cái mà nó liên quan đến cái ngành ngư phủ, để cho ngư dân họ phải biết rõ không có vi phạm đó. Cho nên từ cái bước đường đó tôi được vào làm chung với họ. Thì ông cũng tìm hiểu được nhiều cái thuận lợi để cho ngư phủ Việt Nam mình. Dạ thưa vâng. Có nghĩa là những cái mà cái luật lệ của họ đưa ra mình cần phải cân nhắc nó đúng hay là nó sai. Mình cần có nghĩa là nói nhỏ với ngư dân là cái việc này nên yêu cầu họ xét lại. Thì những cái nó đúng thì mình bảo dân phải theo, còn những cái nó không đúng thì mình phải nói với ngư dân rằng chúng ta cần cảm tác, rằng phải đưa lên ý kiến là cái này nó không có hợp pháp với cái vịnh biển Mexico này. Bởi vì họ chiếu theo cái luật lệ của bên Alaska, cho nên họ áp dụng vô cái vùng này thì nó hơi khó khăn cho ngư dân này, là bởi vì cái vùng này nó không phải như cái vùng bên Alaska. Thì họ sau này họ hiểu ra thì cũng bớt cho ngư dân rất là nhiều luật lệ lắm. Thì qua cái công việc của Coast Guard, ông cảm thấy khác biệt như thế nào về vấn đề nghề đánh cá? Nó khác biệt rất là nhiều, là như bên nghề đánh cá đó thì mình dùng chân tay với sức lực, và mình cũng về đầu óc mà một phần nào đó để mình đón gió đón nước thôi. Về bên ngành quốc ca thì mình dùng đầu óc nhiều hơn hết. Rồi
có những cái nó làm cho mình phải phải cần học hỏi thêm trong cái phần đó để về bên cái ngành luật pháp. Cho nên nó không đơn giản giống như cái nghề đánh cá, mà cái nghề quốc ca thì cái nghề nó rất, cái ngành quốc ca nó liên quan bên luật pháp rất là nhiều, cho nên phải phải cân nhắc cho nó kỹ. Thế ông có phải qua một cái training nào hay một cái buổi học nào để mà trở thành người Coast Guard? Dạ thưa, lúc ban đầu cũng phải đi học. Phải đi học là hàng năm cũng phải đi học, là nó có cái luật lệ gì mới mình phải học. Rồi mình phải làm việc theo cái quy định của trong cái ngành có hàng hải. Rồi nó có những cái mà nó cũng đương nhiên quân đội của Việt Nam ngày xưa bên Việt Nam vậy đó, nó có cái quy luật của họ, rồi mình làm đó mình phải theo. Nhưng mà mình cảm thấy những cái mà luật nó đưa ra cho ngư dân đó, thì sự thật là họ đưa ra không bắt là phải dân theo liền, họ cho trong một phần một năm dân có quyền đưa lên, có nghĩa là giải thích cho họ, chứ không phải giống là họ đưa rồi bắt buộc mình phải theo được. Cho nên nó dễ giải được cái chỗ cho dân là họ đưa ra, mà ngày xưa họ đưa ra không có người việc làm trong đó, thì mình cứ người Mỹ họ tranh đấu gì tranh đấu rồi mình thi hành theo thôi. Nhưng mà giờ người Việt có tiếng nói trong đó là bởi vì mình làm việc trong đó, mình biết rồi, mình chỉ cách cho người dân, có nghĩa là họ có cái con đường, họ giải thích cho trên cơ quan ở trên, có biết cách gửi thư lên cho các dân biểu liên bang đó, thì họ cải thiện lại công việc. Thế tưởng lợi cho ngành Việt Nam nhiều hơn. Dạ vâng. Thì theo ông, tương lai về cái ngành đánh cá của người Việt Nam tại New Orleans như thế nào? Người Việt có còn bị kỳ thị không? Hay ông có những cái thí dụ nào có thể cho chúng tôi biết? Cái khó khăn của người Việt Nam mà ở vùng New Orleans này, những ai còn theo đuổi trong cái ngành đánh cá này với tương lai này, thì cái luật lệ hiện tại đấy, nó mỗi ngày nó mỗi nó mỗi ngày nó mỗi có nhiều luật lệ, là lý do cái biển mà vịnh Tây Cơ Mexico này, cái người rơi xuống biển chết nó lên trong 10 năm qua nó lên tới 64 người. Cho nên những cái người ngư dân phải theo cái luật của quốc ca, thì đó là một cái mà ngư dân cảm thấy rằng là họ không thích cái, nhưng mà theo như tôi nghĩ cái đó là cái an toàn cho họ, họ phải nên approve cái đó với người ta. Cái thứ hai là nếu chính quyền không ship tốt cái con tôm nhập cảng vào đó, thì người ngư dân ở đây bị ảnh hưởng nhiều, là vì lý do cái dầu nhớt để xài trong cái máy móc đó, thì nó lên quá cao, con tôm đó, thì cái giá nó xuống quá rẻ, mà cái người ăn đâu có rẻ đâu, cái người bán thì rẻ. Rồi cái phần mà cái tương lai của họ là nó họ phải gặp qua những cái điều kiện đó. Về cái kỳ thị ấy, thì nó không còn giống như ngày xưa nữa, nó không còn giống mà ra ngoài biển hay là vô bắn tôm rất kỳ thị đánh nhau rồi bắn nhau, không còn, nó không còn cái đó nữa. Nhưng mà có một cái sự ganh tị, nó ganh tị là Việt Nam ngày hôm nay tàu lớn hơn, máy lớn hơn, rồi nhà thì cũng nhà bự hơn, nhiều tiền hơn. Ra đường thì đi xe lét xịt, đi xe có hiệu không à, thì bây giờ cái sự ganh tị thì nó còn ganh tị, nhưng mà cái kỳ thị như ngày xưa nó thì là cái kỳ thị nó không còn nữa, mà cái ganh tị nó có. Thì đó một vài ví dụ, như là một số người Việt Nam đa số là bây giờ người tàu dưới dọc cùng từ Florida về tới bên Texas này, là Việt Nam là tàu từ 500.000 cho tới 1.000.000, mà tàu Mỹ thì bây giờ họ càng ngày họ càng nhỏ xuống, không có tàu lớn nữa. Thì tôi hỏi qua thì họ lý do là họ những người đó họ không có thể nào ra biển, họ chịu 6 tuần lễ hay tới 8 tuần lễ ngoài biển họ mới về một lần. Còn người Việt đó thì họ ra đó 6 tuần hay 8 tuần đối với họ thì nó không có gì khó hết. Người Việt là chú trọng làm sao vô nó phải có tiền. Còn Mỹ thì nó cứ 1-2 tuần có không có nó cũng sẽ tàu nó vô. Mà dầu mỡ bây giờ nó đắt tiền đó, nó vào nó bị lỗ vậy thì nhà băng không có tiền, nhà băng nó kéo tàu đi. Việt Nam thì Việt Nam cũng có kéo chứ không phải không, nhưng mà nó có số thì nó ít chứ nó không có nhiều.
mà cái người Mỹ thì bây giờ cái tàu lớn thì nó không còn lại bao nhiêu hết. Tính trên cái thị trường thì 10 chiếc tàu ở trong một cái bến như vậy thì hết 9 chiếc người Việt Nam rồi. Mỹ nó còn chiếc à. Cho nên cái thăng tiến của người Việt Nam, cái mà vươn lên được là người Việt Nam hầu như bây giờ là đứng hàng đầu của cái vùng biển này. Như vậy thưa ông có một cái ước mơ gì cho chính bản thân ông, cho gia đình ông và cho quê hương Việt Nam chúng ta? Cái ước mơ của tôi hiện tại ấy, thì tôi mong rằng làm sao mà bây giờ là được cái trí óc nó minh mẫn, cái tinh thần nó thoải mái để mình được học hỏi thêm những cái gì theo luật lệ của chính quyền để mình giúp đỡ cho dân chúng mình trong cái công việc tôi đương làm, để cho họ bớt đi trong cái phần mà có nghĩa là luật pháp để đưa ra mà người dân nó nhiều luật lệ quá. Rồi cái nữa là tôi mong muốn làm sao mà con cái của tôi đấy, nó tìm hiểu được cái nguồn gốc quê hương, nó hiểu biết được cái hoàn cảnh quê hương Việt Nam để nó hợp tác với những cái dân trẻ của nó trong tương lai để giúp quê hương làm sao được phải có sự người dân có sự nhân quyền thật sự. Rồi chính quyền thì họ phải cải công việc làm của họ làm sao theo lối của quốc tế để cho người Việt Nam có sự nhân quyền thật sự. Rồi một cái nữa là tụi nó phải bớt tiêu xài nó để nó làm sao nó giúp những cái người nghèo khổ, nó giúp những cái người tật nguyền ở kém may mắn ở bên Việt Nam. Đó là cái mà tôi mong muốn cho cái thế hệ sau này con cái tôi nó được tìm đến cái sự lịch sử của người Việt Nam để nó cộng tác, nó giúp đỡ. Thế ngoài ra ông có những tâm tư gì, những tình cảm gì ông muốn chia sẻ thêm nếu chúng tôi chưa đã có dịp để biết đến? Cái mà tôi muốn gọi đây là chẳng hạn như là cái người Việt Nam họ di cư qua bên Mỹ này nó có ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên, giai đoạn 75 đó, thì thật tình ai cũng giống như ai qua đây, đâu có người Việt Nam nào hướng dẫn đâu. Cái số người sau thì còn có gặp có người Việt Nam, bạn bè, anh em hướng dẫn chở đi chỗ này. Cái người đầu tiên đó, mà được những cái người ngoài Bắc vô Nam rồi người Nam qua bên Mỹ này, họ có một cái tấm lòng có nghĩa là vững chắc, là bám theo mấy ông cha để đi một cái lối mà tập thể. Rồi ra qua bên Mỹ này, cái thời đó các cụ không tuổi mới có 30 mấy 40 mấy đó, thì các cụ đi làm bằng tay chân rồi mới tạo thành lên thành một group làm biển. Rồi cái thời đó thì họ đi vay tiền, có nghĩa là nhà băng đâu có cho vay, phải đi vay anh em bạn bè. Rồi có những người ấy, gọi là đi mượn đó, còn những người có tiền họ cho vay á thì 10.000 thì mình phải trả một tháng 200 đồng tiền lời. Cái lúc đó mà họ ráng họ làm được, họ mang đến cái sự thành quả ngày hôm nay cho gọi là của người Việt mình, thì tôi thấy cái đó là một cái mà chúng tôi cần phải noi gương theo các cái người đó, muốn đưa lại cái chuyện đó cho con em của chúng ta sau này nó phải biết, để là nó phải biết chịu khó như vậy thì nó học mới thành tài. Những trai trẻ chịu khó như vậy mới được có chiếc tàu, trả được bill mới họ mới làm chủ chiếc tàu cả 1 triệu bạc. Thì cái lối mà mình đi tới cái nơi nào cũng cử việc hơn Nam không, tôi rất hãnh diện ở chỗ đó. Dạ, xin cảm ơn anh nói rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn.